Kính chào quý vị khán thính giả. Quảng Ngãi không thể đặt tên đường Lê Văn Duyệt. Đây là bài viết của Lão Chăn Bò và chúng tôi ủng hộ tiếng nói của ông, cho nên chúng tôi đọc lên cho quý vị nghe. Trong những năm gần đây, một số địa phương đã có nhiều động thái tri ân Lê Văn Duyệt, vị đại thần triều Nguyễn, người có công lớn cùng với Lê Văn Thành giúp Nguyễn Ánh thắng quân Tây Sơn, thành lập vương triều nhà Nguyễn. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã tổ chức lễ giỗ Lê Văn Duyệt hàng năm theo nghi thức cấp cao nhất, có cả bí thư, chủ tịch cùng tham dự lễ dân hương cúng bái. Mới đây, báo Thanh Niên vừa có bài đề xuất tỉnh Quảng Ngãi đặt tên đường Lê Văn Duyệt. Xin có đôi lời như sau. Đây là cái ảnh chụp báo Thanh Niên đăng cái bài đề xuất Quảng Ngãi đặt tên đường Lê Văn Duyệt. Lê Văn Duyệt theo Nguyễn Ánh từ những ngày đầu, nếu như Gia Long được xem là chúa tể cổng rắn cánh gà nhà, rước voi về giày mã tổ, thì Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Huyền Đức là những trợ thủ đắc lực cho tay cầm đầu ấy. Sau khi Nguyễn Ánh thắng Tây Sơn, Lê Văn Duyệt là trợ thủ đắc lực đàn áp nhân dân chống lại lao dịch, thuế khóa nặng nề do chính sách của Gia Long, mà điển hình chính là vùng đất phía Tây Quảng Ngãi ngày nay. Chính Lê Văn Duyệt đã cầm quân nhà Nguyễn tàn sát những người nông dân khởi nghĩa chống lại sưu cao thuế nặng của Gia Long. Đây, nếu mà quý vị đã đọc những cái bài báo mà kể công ông Lê Văn Duyệt thì quý vị phải để ý cái chỗ này. Ngay từ khi lên ngôi, Gia Long Hoàng đế đã ký ban hành các loại thuế đánh vào lâm thổ sản ở vùng này, làm cho dân man quanh năm nộp thuế không lúc nào rỗi. Hậu quả là man phải nhặt củ rau và quả ở núi để ăn cho no bụng. Gia Long Hoàng đế đã áp đặt chế độ trấn quan cho lập đồn binh ở các nguồn để dễ bề dập tắt các cuộc nổi dậy. Chính Lê Văn Duyệt đã tắm cuộc khởi nghĩa của nông dân người dân tộc thiểu số phía Tây Quảng Ngãi trong biển máu. Vậy nên không thể vinh danh hay đặt tên đường Lê Văn Duyệt, đặc biệt là ở Quảng Ngãi. Điều này gây ra mối kích động hận thù của người đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây Quảng Ngãi, vốn đã được chôn vùi hàng trăm năm trước. Khi Gia Long qua đời, Lê Văn Duyệt bất phục vua Minh Mạng, đi ngược chính sách triều đình. Minh Mạng lấy nho học làm nền tảng, trong khi đó Lê Văn Duyệt chủ trương thân thiện với người Pháp, Anh, cổ suý cho việc truyền bá đạo Công giáo. Mà quý vị thấy bây giờ cái việc mà để cho người Công giáo vào nước ta nảy nở, bây giờ sinh ra biết là bao nhiêu cái vấn đề đưa đến cái sự tồn vong của một dân tộc, tồn vong của một nền văn hóa, mất bản sắc, là mất tất cả, là mất nước, theo định nghĩa của các bác Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới nhắc lui. Lê Văn Duyệt có ý đồ ly khai khỏi Đại Nam. Sau ngày từ trần của Poclantu vào năm 1828, vua Minh Mệnh tìm cách đưa người trung thành với mình lên làm quốc vương Champa. Thì nhắc lại là cái tên Poclantu đó là nước Champa. Trong khi đó, Lê Văn Duyệt quyết định giao quyền quốc vương Champa cho Pophouder, tức là Nguyễn Văn Thừa, tức là phó vương dưới triều đại Poclantu và cũng là con của vua Posangnyungan, là một chiến hữu của vua Gia Long. Sau ngày lên ngôi của Pophouder vào năm 1828, vương quốc Champa chấm dứt mối liên hệ với triều đình Huế, chỉ gửi triều cống cho Lê Văn Duyệt. Kể từ đó, nhân dân Champa hoàn toàn đặt dưới quyền che chở của tổng trấn Gia Định Thành, không còn phục tùng vua Minh Mệnh nữa. Nếu Lê Văn Duyệt thành công trong việc chia cắt đất nước thì có lẽ là thế cục Trịnh Nguyễn phân tranh lần hai sẽ xảy ra. Đấy, quý vị thấy đó là cái sự phản bội của Lê Văn Duyệt đối với nhà vua. Hồng phúc cho đất nước là Lê Văn Duyệt khi đó đã già và sớm ra đi. Kết quả là sau khi Lê Văn Duyệt mất, con nuôi là Lê Văn Khôi tạo phản và bị Minh Mạng tru diệt. Lê Văn Duyệt bị vua Minh Mạng cho đào mộ cốt mã, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc Minh Mạng tận diệt người Champa năm 1832. Cái người Champa này á là phe phái của Lê Văn Duyệt đấy, quý vị nhớ hồi nãy không? Chính Lê Văn Duyệt chứ không phải ai khác là kẻ kích động chia rẽ thù địch dân tộc, dẫn đến các cuộc nội chiến sau này. Chẳng hiểu vì sao hết thành phố Hồ Chí Minh bây giờ người ta còn đòi vinh danh kẻ gây tranh cãi như Lê Văn Duyệt.
Lê Văn Việt có gốc Quảng Ngãi nhưng lại giúp Gia Long diệt chủng, tàn sát người dân tộc thiểu số Quảng Ngãi. Báo Thanh Niên lại xem việc diệt chủng trở thành có công và đòi vinh danh Việt, thật không còn gì để nói. Đừng có lý luận cái kiểu mà trước năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa có nhiều đường, có nhiều trường mang tên Gia Long Lê Văn Duyệt. Xin thưa rằng Gia Long Lê Văn Duyệt, cầu Ngoại Bang và Ngụy Sài Gòn cũng là sản phẩm của người Pháp, người Mỹ đẻ ra. Nghĩa là họ có nét tương đồng là đều bán nước, làm tay sai cho Ngoại Bang, cổng rắn cắn cả nhà. Vậy nên đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu. Bán nước, ca ngợi bán nước là cái lẽ thường. Ngụy thì tôn vinh Gia Long, Lê Văn Duyệt là tự mình rửa mặt cho mình. Đâu có gì lạ đâu. Thế nên, Sài Gòn và Gia Định trước năm 1975 có tới hai đại lộ mang tên là Lê Văn Duyệt. Đại lộ Lê Văn Duyệt của đô thành Sài Gòn hiện nay là đường Cách Mạng tháng 8. Còn đại lộ Lê Văn Duyệt của tỉnh Gia Định cũ nay là đường Đinh Tiên Hoàng. Sau ngày 30 tháng 4, cả hai con đường mang tên là Lê Văn Duyệt đều bị đổi tên vào cùng ngày 14 tháng 8, 1975. Không phải những người cộng sản cực đoan, không tôn vinh Lê Văn Duyệt mà chính lòng tự tôn dân tộc, dòng máu chính thống của con cháu Lạc Hồng không cho phép những người cộng sản vinh danh kẻ bán nước cầu vinh. Đoạn này hay lắm quý vị. Không phải những người cộng sản cực đoan, không tôn vinh Lê Văn Duyệt mà chính lòng tự tôn dân tộc, dòng máu chính thống của con Lạc cháu Hồng không cho phép những người cộng sản vinh danh kẻ bán nước cầu vinh. Ngày nay Lê Văn Duyệt bỗng dưng thành đại anh hùng dân tộc. Đây là sản phẩm của việc xét lại lịch sử mà Phan Huy Lê và cộng sự của ông ta dày công xuyên tạc theo hướng rửa mặt cho giặc. Gia Long, Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký chỉ là những viên đá ném ra để dò đường. Cái đích xa hơn của các thế lực thù địch chính là rửa mặt cho Nguyễn Sài Gòn, rửa mặt cho những Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu hay chính anh trai của Phan Huy Lê là Phan Huy Quát. Lê Văn Duyệt được hoành tráng hóa, thần thánh hóa và hàng năm được tổ chức dỗ linh đình đến 3 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ là đề xuất tôn vinh Duyệt ở Quảng Ngãi nữa. Không lẽ một người gây tranh cãi giữa công và tội như ông ta lại hơn cả những anh hùng dân tộc, bậc khai quốc công thần như Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh và Nguyên Giáp? Chấm dấu hỏi. Lê Văn Duyệt không xứng đáng được nhận lễ nghi tôn kính bậc nhất Việt Nam như thế. Việt Nam có hàng ngàn, hàng vạn người công lao hơn Lê Văn Duyệt. Đừng có làm quá lố kệ cỡm như vậy. Quảng Ngãi hãy sáng sủa, không mắc mưu của những kẻ xuyên tạc lịch sử, rửa mặt cho giặc như vậy. Đây là hồ sơ Lê Văn Duyệt. Nghe nói mấy bữa nọ, một cái thành phố phía Nam tổ chức lễ dỗ linh đình cho Lê Văn Duyệt với lý do gã này có công lớn lắm với nhân dân. Vậy công đó là những công gì? Theo sử gia Mắc Leo, Lê Văn Duyệt có lý do chính đáng để muốn đế quốc cai trị khi Gia Long qua đời. Lê Văn Duyệt không xuất thân từ nền giáo dục nho giáo cổ điển. Ông không quá chú trọng đến truyền thống và quan tâm nhiều đến nhu cầu quân sự. Và do đó ông sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì mối quan hệ bền chặt với người châu Âu để có được vũ khí từ họ. Đấy quý vị thấy chưa? Đây là cái lý do mà ông có quan hệ với Âu Châu, Pháp. Người Pháp lúc đó không có phải là vì ông muốn mở mang kinh tế, mà cái mục đích của ông là muốn có vũ khí. Bởi vì ông đã có cái manh nha, ông đã chia cắt đất nước, ông đã giành quyền rồi. Ông đã phụ tá cái ông vua mà của vua Chăm mà nghịch với triều đình. Đấy. Riêng câu này đã bộc lộ bản chất tận cùng phản động của hắn. Duyệt rắp tâm nhào nặng hậu vệ của Cảnh lên ngôi để dễ bề thao túng, nhằm thực hiện cái ý đồ đưa đế quốc về để cai trị, giống như sử gia Mắc Leo miêu tả. Tư tưởng bán nước ăn sâu vào con người Duyệt như thế là thứ công gì? Công gì? Công gì? Hắn theo Nguyễn Ánh từ nhỏ. Hắn là đồng phạm lớn nhất của Ánh, cổng ránh về cánh gà nhà. Là thứ công gì? Chỉ vì vũ khí để giết người mà Duyệt đã trung thành với mọi thủ đoạn của Ánh, quyết tâm dâng lãnh thổ cho Ngoại Bang, đó là thứ công gì?
Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia còn một lưu trữ bài báo tiếng Pháp của tuần báo Đông Dương. Nhan đề là Le Maréchal de Le Văn Duyệt, có ghi một số nội dung đáng chú ý như sau. Chúng ta sẽ truy lại những giáo hữu của giám mục Edran và cả những người Pháp mà nhờ họ chúng ta mới có gạo để ăn. Giám mục Edran là ông Bá Đa Lộc đó quý vị. Người Pháp ca ngợi Lê Văn Duyệt như sau. Ông là một vị tướng quả cảm, trên hết là người bạn trung thành của người Pháp, dân tộc mà ông quý mến ngay từ khi có một nhóm nhỏ. Những điều này là bằng chứng không thể chối cãi. Duyệt và Ánh nhờ bán nước mà ngoại bang mới đưa bọn chúng lên ngôi. Duyệt là kẻ bất chấp đạo lý của cha ông. Hắn không giữ lễ nghĩa với tổ tiên mà chỉ biết cúi đầu trước Chúa. Vậy đó là thứ công gì? Thứ văn hóa phẩm giống nòi là thứ văn hóa gì? Duyệt là bạn trung thành của những tên thực dân nô dịch phương Đông. Vậy hắn có công với Việt Nam hay là có công nước với nước mẹ? Nước mẹ là nước Pháp. Duyệt được Pháp trọng vọng giống như Trương Vĩnh Ký. Mã của hắn được Pháp bảo kê. Vậy hắn có công gì với quân xâm lược mà được Phú Lan Sa tôn vinh lên đỉnh cao danh vọng như vậy? Hắn có công với kẻ cướp. Vậy thì phải có tội với Việt Nam. Cớ gì lại phải chổng mông bái lại tên hung thần Lê Văn Duyệt? Thật là tức à. Nguyễn Ánh làm vua 20 năm, nhưng có hơn 80 cuộc nổi dậy của nhân dân vì bất mãn với sự bóc lột của triều đình. Những cuộc tàn sát nghĩa quân bằng đạo luật hèn hạ và ghê rợn của Nguyễn Ánh có bàn tay của Lê Văn Duyệt. Công giết chóc của hắn được xếp vào thứ công gì? Quý vị đọc những cái bài ca tụng ông Lê Văn Duyệt, quý vị sẽ nghe những từ như là bình định cái đất phương Nam. Thì cái chữ bình định đó, thật ra đó là bao che cho giết người, giết chóc của hắn đối với những cái người dân mà bất mãn đó. Lê Văn Duyệt chỉ là kẻ giữ trật tự an ninh ở Nam Bộ, lập ra vài nhóm từ thiện và có công trong kinh Vĩnh Tế, chứ không hề có công mở mang bờ cõi. Vậy kẻ nào đã đánh cắp công lao của Nguyễn Hữu Cảnh và của chú Nguyễn để gán cho ông Duyệt? Cái công mở mang bờ cõi này là cái công của Nguyễn Hữu Cảnh và của chú Nguyễn. Thế mà họ gán lại cho ông Lê Văn Duyệt. Đấy, cái kinh, ông chỉ có cái công trong cái kinh Vĩnh Tế thôi. Địa công cho Lê Văn Duyệt trắng trợn như thế thì cái lũ sử gia còn đáng tin cậy nữa không? Có đáng truy tố chúng vì tội xuyên tạc lịch sử không? Một công sao gánh được vạn tội của Duyệt được? Đấy, công chúng tôi nói là công, còn vạn tội thì quý vị kênh lại đi. Kẻ nào đã đề nghị hất cẳng vua Đinh, Đinh này là Đinh Tiên Hoàng đó, tức là cái đường Đinh Tiên Hoàng đó, để đưa Duyệt vào thế chỗ, kẻ nào đã đề nghị, tức là cái con đường Đinh Tiên Hoàng đó, kẻ nào đã đề nghị hất cẳng vua Đinh để đưa Duyệt vào thế chỗ? Công bán nước của Duyệt có lớn tới mức phải làm dỗ linh đình hơn cả vua Hùng như vậy không? Duyệt theo Ánh rước ngoại bang vào xâm lược, Duyệt tàn sát đồng bào, giết hại cả trẻ em 4 tuổi để thị uy. Vậy đó là thứ văn hóa gì? Tại sao lại mã của Duyệt là di tích văn hóa? Chấm dấu hỏi. Cơ quan chức năng nên xem xét thu hồi ngay bằng công nhận di tích văn hóa nơi mã chôn xác Duyệt. Vì không thể có thứ văn hóa nào gắn liền với sự man rợ đàn áp dân lành. Không có cái thứ văn hóa nào lại có thể đi cùng với những kẻ rước ngoại bang vào giày xéo quê hương. Nói thêm về vấn đề đặt tên đường cho Lê Văn Duyệt đây nào. Điều 17, Nghị định số 91 năm 2005 quy định về việc đặt tên và đổi tên đường phố như sau. Đối với đô thị loại đặc biệt thì phải trình nội dung với Bộ Văn hóa Thông tin và phải công khai lấy ý kiến nhân dân về lý do đổi tên, dự kiến đặt tên đường trước khi thực hiện. Vậy tội của Duyệt lớn như vậy, cấp nào cho phép hắn được đặt tên đường? Hay là dựa vào các cuộc ngụy hội thảo? Được biết, Duyệt đã được chế độ thực dân và bù nhìn đặt tên ở Sài Gòn. Đây, dân tộc ta đã mất muôn ngàn máu xương để đi dẹp đi tàn tích của thời nô lệ. Vậy mà hậu nhân lại trả ơn đồng bào bằng cách dựng lại tàn tích của quân xâm lược. Hất cẳng một vị vua lập nước để thay vào đó bằng tên của hung thần bán nước cầu vinh
Trời đất ơi, tử tế chưa? Thời đại của chúng ta quả thật là có lắm thứ lạ kỳ như vậy. Càng chỉ đạo bảo vệ nền tảng văn hóa thì văn hóa càng suy đồi. Đánh cắp công lao của chú Nguyễn và lạm dụng cúng bái dị đoan, tên Duyệt là một cái thí dụ. Càng hô hào khoa học lịch sử thì lịch sử càng bị đánh tráo bởi thủ đoạn đốn mạt giấu nhẹm ngụy quân ngụy quyền. Và rồi các phỏng thì vẫn ra rã dạy đời bằng đạo đức cách mạng, đạo đức cách mạng giống bản sao cải tổ Liên Xô của Yakovlev lắm. Đáng lo ngại lắm thay lão chanh bò. Chúng tôi kê ra đây những cái bản văn tham khảo ở dưới cái bài này, nếu quý vị vào sách hiếm quý vị sẽ thấy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin quý vị hãy chia sẻ cùng chúng tôi, lên tiếng về cái sự việc này. Cảm ơn quý vị và hẹn lần sau.